Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học số 31 của chương trình tự học tiếng Pháp vỡ lòng. Và bài học này là nói về các cái từ ngữ, từ ngữ mới. Và trước khi đi vào nội dung của bài số 31 này, tôi xin nhắn nhủ các anh chị một điều như thế này. Bên cạnh việc học ngữ pháp để chúng ta có một cái căn bản vững chắc về ngôn ngữ này để chúng ta có thể tiến xa hơn thì chúng ta cần phải chú ý tới việc học từ ngữ chúng ta làm giàu cái vốn từ ngữ của mình thì khi phát biểu khi diễn tả nó sẽ dễ dàng hơn bởi vì kinh nghiệm cho thấy là một số người đã học tiếng pháp được một thời gian khá dài đã đầu tư nhiều công sức để học về ngữ pháp nhưng mà vẫn chưa nói được thì cái việc mà không nói được không diễn tả được không viết được thì nó có hai yếu tố yếu tố thứ nhất là mình không có cơ hội để thực tập mình không có quen, không có quen phát biểu, không có quen nói, không có quen viết, đó là yếu tố thứ nhất. Nhưng mà bên cạnh đó có một yếu tố thứ hai là thiếu từ ngữ. Mình muốn nói một cái điều gì đó mà từ ngữ nó không có ra, nó hoặc là nó có đó mà nó không có phát biểu ra được, hoặc là không có. Như vậy hai cái chuyện này chúng ta phải để làm sao cho nó phát biểu ra được và chúng ta phải thu thập những từ ngữ mới, đó là cái công việc rất là quan trọng bên cạnh việc học ngữ pháp và khi học các cái từ ngữ thì chúng ta cũng nên học những cái gì mà thứ nhất nó mật thiết liên quan mật thiết tới cuộc sống của chúng ta chẳng hạn như bài này sẽ nói về cơ thể cơ thể con người thì chúng ta sẽ cần phải nói rất nhiều lần về cái tay cái chân cái mắt cái tóc cái mũi vân vân thì chúng ta rất cần nói thì chúng ta học và chúng ta học những cái điều quan trọng cần thiết mật thiết như thế này thì nó dễ nhớ và thứ hai để cho dễ nhớ thì chúng ta cũng nên đặt nó vào trong một cái câu và sau đây trong cái bài này, đây là một cái tư liệu người ta không có cho câu gì hết, người ta chỉ cho cái hình, thì tôi sẽ cố gắng đưa ra một cái số câu để cho các anh chị thực tập. Bài này đầu tiên là nói về cơ thể con người, lơ corps humain. Le corps chúng ta thấy là gồm có ba, đây là ba phụ âm mà chúng ta chỉ đọc, có một phụ âm E thôi, không phát âm, phụ âm P và S, le corps. Yume là tính từ, của danh từ là om mà chúng ta biết om là con người le co humain là cơ thể con người như vậy cái chữ humain này xuất phát từ danh từ om mà om là người đàn ông mà thực sự ra ở đây chúng người ta dùng một cái nghĩa chung chung tức là con người cơ thể con người tôi sẽ giới thiệu với mọi người hai hình một cái hình là một cái người là toàn thân là đầu cho tới chân đây là mặt trước đây là mặt sau và hình thứ hai là chúng ta xem một cái hình thứ hai là chỉ riêng cho cái phần đầu bởi vì trong phần đầu nó có nhiều cái bộ phận mà chúng ta không thể hiện được trong cái trong cái hình chung này chẳng hạn như là mũi rồi răng rồi tai như vậy chúng ta coi cái hình đầu tiên là cái phần đầu của một con người cái đầu của con người chúng ta gọi là la tết la tết là cái đầu và trong cái đầu chúng ta để ý các cái bộ phận chính tính từ trên xuống dưới ở trên chúng ta thấy là đây là tóc tóc thì số ít mỗi sợi tóc là lơ server lơ server như vậy ba cái âm này chúng ta đọc cho nó hay theo giọng Parisian chúng ta phải tròn cái môi lại chúng ta không có bẹt miệng lại nó thiên về chữ ô lơ server lơ server cái miệng mình tròn lại thì nó sẽ ra cái âm ô chúng ta không đọc là lơ server lơ server thì miệng nó bẹt ra phải tròn cái lại tròn cái miệng mình lại cái môi mình lại giống như là chúng ta đang có khuynh hướng phát âm là ô nhưng mà nó không phải là ô không phải là lô sô vô mà nó thiên về ô tôi xin đọc lại nhé lo sô vô là số ít là một sợi tóc số nhiều lê sô chúng ta để ý, để ý số nhiều của ô này ô y là hai cái tự cuối thì là ô x đây là cái luật chung nó sẽ có luật riêng số nhiều của ô này thì là ô x chúng ta sẽ có một cái bài riêng nói về số nhiều của danh từ ở đây chúng ta nhớ để cho không có thắc mắc tại sao đây là lại là x rồi có dưới nữa là là s les cheveux là những sợi tóc chúng ta dịch là mái tóc đây là cái mái tóc đi xuống phần dưới chúng ta có lơ front le front là cái chán tôi xin ghi ra đây cho mọi người thấy nhé. le front. chán thì chỉ có một cái thôi le front là cái chán đi xuống dưới nữa chúng ta thấy có bộ Lông mày, lông mày là lơ xuộc lơ là một sợi lông mày Bây giờ chúng ta có những sợi lông mày lê là cái lông ở bên trên mắt đó. Rồi chúng ta có cái lông ở ngay sát, ngay sát mắt là lông mi, lơ xil, lê Xuống dưới nữa chúng ta có mắt, mắt thì là một danh từ khá đặc biệt, số ít là lơi Lơi chúng ta cũng tròn miệng lại Lơi là một con mắt Nhưng mà hai con mắt cặp mắt là lê dưa. lời Lơi, Các con mắt chúng ta đọc nối ở Đôi mắt của chúng ta đó Lơi, Xuống dưới chúng ta có mũi là lơ nê Ở đây là ta ghi lơ nê Tôi xin ghi ra để cho mọi người thấy rõ nhé Lơ nê Lơ nê là một danh từ tận cùng bằng Z chúng ta sẽ học một cái quy tắc ở đây tôi xin nói trước là các danh từ tận cùng bằng z thì đi đổi qua số nhiều nó vẫn giữ nguyên như thế này. chẳng hạn một cái mũi lê -E, nếu chúng ta thấy có cái hình gì mà nhiều lỗ mũi các cái kiểu mũi thì chúng ta gọi là lê -E. tôi ghi ra này số nhiều thì nó vẫn giữ nguyên cái hình thức như thế này lê nê -E, chúng ta không thêm s vào rồi xuống dưới chúng ta thấy có môi một cái môi là La Lèvre, đây là một danh từ giống cái La Lèvre La Lèvre Nhưng mà ai cũng có đôi môi hết lê Lèvre Đôi môi là lê Lèvre Xuống dưới chúng ta có cái cầm Le Monton Tôi xin ghi ra đây cho mọi người thấy Le Monton Le Monton Bây giờ chúng ta đã đi từ trên xuống dưới về đi qua hai bên Đi qua hai bên chúng ta thấy có cái má La Joux La joue. lê má và con người thì có hai bên hai má lê du khi số nhiều thì chúng ta dùng lê và thêm s la du là một bên má lê du là hai bên má và chúng ta cũng có ở bên này là cái tai tai là l'oreille đây là một danh từ feminine l'oreille là danh từ giống cái l'oreille và hai tai les oreilles chúng ta đọc nối les oreilles ở xuống dưới chúng ta sẽ coi đây là cái cổ lơ cu. tôi xin ghi ra, ghi ra đây cho mọi người thấy lơ cu là cái cổ. và sau đấy chúng ta đọc lại một lần nữa các cái danh từ liên quan tới cái đầu của con người và chúng ta đọc theo thứ tự từ trên xuống dưới đi suốt từ bên trên xuống tới bên dưới của cái đầu rồi đi qua hai bên ở bên trên chúng ta có le chauveur, les chauveur là tóc và mái tóc xuống dưới là le front là cái tráng lông mày, le sourcil, les sourcil, lông mi, le Cil, les Cil. một con mắt và đôi mắt, lời, le, les yeux, một cái mũi, le ne và chúng tôi cũng nói thêm là cái danh từ này nếu là số nhiều thì chúng ta vẫn để nguyên chúng ta không thêm s và dưới bên cái mũi là cái miệng Labus. trong miệng thì có răng và có lưỡi ở trong sách này người ta không có đề thì tôi cũng nói thêm trong miệng là miệng là la bouche. trong miệng thì có cái lưỡi và răng lưỡi là la langue răng là la dent chúng ta luôn luôn có nhiều răng les dents trong miệng thì có răng la dent les dents và có cái lưỡi la langue và dưới và xung quanh miệng chúng ta có môi môi là la lèvre môi ở số ít thì là la lèvre Môi môi lê lèvre xuống dưới thì là le menton là cái cằm chúng ta đi qua hai bên thì sẽ có má và tai một cái má là la joue. hai má là lê một cái tai l'oreille đây là một danh từ giống cái, đôi tai les oreilles và sau cùng chúng ta có cái cổ để nó nối đầu với thân mình. Và sau đây chúng ta đặt câu với các cái danh từ này. Chúng ta dùng động từ être và avoir. Tôi có đứa em gái 5 tuổi. Động từ có là động từ avoir, tôi có. J'ai une petite sœur. Tôi có một em bé gái. Nó được 5 tuổi, nó lên 5 tuổi, chúng ta cũng dùng động từ avoir. Elle a 5 ans. Chúng ta đã dùng động từ avoir này. J'ai une petite Elle a 5 ans. Ở trong câu này chúng ta để ý hai chuyện. Tính từ petit petit, người ta không phát âm ký tự ơ, người ta đọc rất là nhanh. J'ai une petite je un tít chúng ta bỏ luôn và phải phát âm p je un tít sa con chuẩn thứ hai là đây, đây, phải có cái nối ela con nó có mái tóc màu đen mái tóc chúng ta nói ở bên trên là những cái sợi tóc người ta không nói là những cái sợi tóc mà người ta nói là một cái mái tóc một sợi tóc là le cheveu nhiều sợi tóc thì chúng ta dịch là mái tóc mái tóc màu đen en la le noir. Theo quy tắc thì tính từ chỉ màu sắc luôn luôn phải đứng sau danh từ. Một đen en la le noir. Đôi mắt của nó thì tròn vào nâu. Đôi mắt là hai con mắt. Chúng ta thấy một con mắt là lời, hai con mắt là les yeux. Ở đây chúng ta dịch là hai con mắt hoặc là đôi mắt. Chúng ta không có dịch là những con mắt. Đôi mắt của nó thì tròn và màu nâu. Đôi mắt của nó xê dưa. Xê dưa, xông, tròn, rông. Để chúng ta có hai tiếng từ thì chúng ta nối bằng... Ông dung sông ở liên từ E, đôi mắt của nó thì tròn, đó là tính chất thứ nhất. Tính chất thứ hai là màu nâu, ses yeux sont ronds et gras. Đôi môi của nó luôn đỏ và đôi má của nó thì hồng. Đôi tức là những môi là les lèvres, má là les joues. Đôi môi của nó ses lèvres thì luôn đỏ, sont luôn là toujours lúc nào cũng đỏ sont toujours rouge et ses joues sont rose ở trong câu này chúng ta có hai tính từ chỉ màu sắc môi thì màu đỏ má mà thì màu hồng đỏ là rouge đi với tính đi với động từ être rose là màu hồng cũng đi với động từ ít và chúng ta đã dịch cái câu số 4 là đôi môi của nó luôn đỏ celle và sont toujours rose và đôi má của nó thì hồng et rose mai sau chúng ta học ở trong cái trình độ khác cao hơn thì chúng ta có thể bỏ cái này đi chúng ta có thể bỏ cái từ này đi ở đây chúng ta cứ lập vào thì cũng không có sao thực sự nó không có hay bằng cái cách kia nhưng mà cũng không có sao hết celle và sont toujours rose Et ses joues sont roses. hàm răng của nó thì trắng hàm răng tức là các cái răng của nó thì trắng. Cedon song chúng ta dịch là hàm răng thực sự không có chữ hàm răng có chữ hàm răng nhưng mà không dùng trong cái trường hợp này ở đây là cedon các cái răng của nó thì trắng ở trên chúng ta thấy don là một danh từ giống cái ina don một danh từ giống xin lỗi đúng rồi một danh từ giống cái la đo thì tính từ trắng phải là tính từ giống cái se đo so blanche nó có một sức khỏe tốt và rất xinh xắn nó là con bé này thật là feminine Elle a une bonne santé et elle est très jolie. Nó có một sức khỏe, sức khỏe avoir. Jolie la một tính être. Elle a une bonne santé et elle est très joli. Như vậy tôi vừa giúp cho anh chị một số các cái câu để chúng ta thực tập về động từ être và động từ avoir. Chúng ta ôn lại cái cách dùng être và avoir và đồng thời chúng ta cũng đưa vào trong câu này các cái phần của một cái đầu mắt, răng, rồi má, rồi tóc, vân vân. Ở trong tấm hình thứ hai mà chúng ta sắp học, chúng ta thấy đây là cùng một người này. Nhưng mà bên tay trái, người này được nhìn từ phía trước, the face, nhìn từ phía trước tới, nhìn vào mặt phía trước của người này. Rồi cũng là người này ở trong hình bên phải, chúng ta thấy nhìn phía sau lưng, đồ đô, đô là cái lưng, chúng ta sắp học ở bên dưới, này. đồ đô là cái lưng. Như vậy ở trên phía trước chúng ta sẽ thấy là phần đầu là cái đầu, chúng ta đã học ở phần trước, cái đầu là lá tết, lá tết, rồi cái cổ là lơ cu, hai chỗ này chúng ta đã coi ở bên trên, đầu là phần trên, rồi lơ cu là cái cổ để nó nối đầu với thân người. Và bây giờ chúng ta coi các cái bộ phận chính của thân người nhìn từ phía trước. Epo là một cái vai, con người ta có hai vai, vai phải và vai trái. Lepol là chúng ta đổi mẫu từ thành số nhiều lê và thêm s ở chỗ này. Lepol là một danh từ giống cái. Unepol một cái vai. Lepol là cái vai. Lepol là đôi vai. Rồi đi xuống dưới, chúng ta đi từ phần giữa xuống nhá. Thì ở đây chúng ta thấy là cái phần trên này của cơ thể con người này là la poitrine là cái ngực cái ngực ở bên trong thì có nhiều bộ phận quan trọng lắm tim phổi vân vân đây là cái phần ngực rồi cái phần dưới ngực thì chúng ta có le ventre như vậy chúng ta nhớ cái phần từ cổ xuống tới dưới này thì nó chia ra làm hai phần la poitrine là cái ngực và bên dưới là le ventre Để tôi thử đánh màu tô màu đi họ không cho tô màu cái chỗ này la poitrine là cái phần trên le vent gọi là phần dưới và cũng phần trên phần dưới này nếu chúng ta nhìn qua phía sau thì nó là dài nó tương xứng tới một cái phần gọi là lơ đô xin các anh chị nhớ cho ba cái chữ này ba cái chữ này nó đi nó là cùng một phần nhưng mà nhìn phía trước phía sau nhé nhìn phía sau cả cái phần này gọi là lơ đô lơ đô không phát âm ký tự s là cái lưng nhưng mà nhìn phần trước người ta chưa ra phía trên là la poitrine là ngực, dưới là le ventre. Rồi chúng ta coi hai cái tay, đây là hai cánh tay, cánh tay là le bras, không phát âm ký tự S, le bras, le bras, nó đi từ trên vai đi xuống tới bên dưới luôn, xuống tới đây, le bras. Thì le bras nó có hai phần, phần của cánh tay mà từ cùi trỏ đi xuống tới cổ tay là la vong bras. Cái chữ này thực sự chúng ta cũng không có cần nhớ lắm, nhưng mà cũng xin nói luôn nhé, La Vong là cái phần nửa như thế này này. Và cái cánh tay nó được chia ra làm hai phần do bởi cái cùi trỏ Le cut là cái cùi trỏ, chỗ này nó có cái khớp nối khiến cho cánh tay của chúng ta có thể cử động được. Nó không có cứng thẳng như thế này như một khúc gỗ mà có thể co vào, duỗi ra, xoay qua, xoay lại là nhờ cái Le Cout là cái cùi trỏ. Và xin nói lại, Le Pra là từ cánh tay đi xuống tới cổ tay gồm có hai phần và hai phần này nối với nhau bằng le good. Xuống dưới chúng ta có cổ tay le poignet là cái phần mà nó nối cánh tay với bàn tay le poignet và bàn tay chúng ta có danh từ là la ma. Như vậy từ đây xuống đây này có le này, xuống đây là có la ma này và cái phần nối giữa hai phần của cánh tay là le good. Cái phần nối giữa cánh tay và bàn tay là le poignet. Bàn tay thì có 5 ngón ngón là lơ đoa Để chúng ta ôn lại nhé lơ bra lơ Cout. lơ poignet la main lơ đoa đi xuống phía dưới chúng ta có chân của con người chân là la jambe la jambe đi từ thắt lưng xuống tới cổ chân la jambe và chân có thể co lại duỗi ra xoay ngang xoay dọc Nhờ cái khớp nối là le genou, cái đầu gối. Chân là la jambe, đầu gối là le genou. Và cái chỗ mà nối chân với bàn chân thì la cheville. La cheville là cái, cái mắt cá chân. Đó. Thực sự cái chỗ này nó có cái cục xương, la cheville. Rồi bàn chân là le pied. Bàn tay thì là la main bàn chân thì là lơ pied chúng ta thấy bàn tay thì là giống cái bàn chân là giống đực thực sự nó hơi phức tạp nhưng mà chúng ta sẽ rất là mau nhớ bởi vì đây là những cái danh từ mà chúng ta dùng hàng ngày rửa tay rửa chân rồi đau tay đau chân giơ tay ra giơ chân ra vân vân chúng ta hay dùng lắm thì sẽ rất là mau nhớ rồi ngón chân là lo tay ngón tay là lơ đoa ngón chân là lo tay và chúng ta có một cái chữ nữa là lực lông nhìn về phía sau ta lông là gót chân gót ngay cái chỗ này cái phần cuối của cái bàn chân đó. nhìn từ phía sau là lực ta lông và chúng ta còn một chữ nữa ở ngay phần giữa ở trên là lưng nhé nếu chúng ta nhìn phía sau là lưng nhé dưới là cái chân đó. nếu phía trước ở trên là ngược với bụng nhé dưới là chân đó. thì cái phần giữa này chúng ta có cái chỗ eo này là ons la ons là cái hông cái hông là hay là cái eo cũng được la ange. và bên dưới này ở trong cái phần này chúng ta gọi là cái mông là fesse như vậy chúng ta đã qua các cái phần chính của con cơ thể con người nhìn ở bên ngoài chúng ta không chưa coi các cái bộ phận bên trong bộ phận bên trong là các cơ quan nội tạng chúng ta sẽ học một cái bài sau như vậy chúng ta xem từ cổ xuống chúng ta có cái phần từ cổ xuống dưới thắt lưng này là ở bên trên là ngực la poitrine ở dưới là le ventre toàn bộ cái phần này nếu nhìn ở mặt sau thì nó là cái lưng lơ đô à, chúng ta đã xong cái phần cơ thể này rồi nhé rồi xuống dưới chúng ta có la jambe là cái cẳng chân la jambe rồi phía dưới có bàn chân le pied bàn chân thì có ngón chân lót tay rồi cẳng chân thì có thể có một cái khớp nối để chúng ta có thể cử động được le genou la jambe le genou le pied lót tay và nhìn về phía sau thì chúng ta có gót chân là le talon. Ở bên trên chúng ta có cánh tay. ở Trên cánh tay là vai, épaule. Tên là danh từ giống cái, unépaule. con người có đôi vai, épaules. Cánh tay từ vai đi xuống tới cổ tay, le bras. Và cánh tay này có thể cử động được nhờ cái khớp nối là le coude. Ở bên dưới là bàn tay, la main. Bàn tay thì có ngón tay, le dois chúng ta nhớ một chữ bàn tay là la mai bàn chân là le pied ngón tay là le doa ngón chân là lọt tay và cái phần ở giữa chúng ta gọi là cái eo, cái thắt lưng là ange và bên dưới thắt lưng là la fesse, là cái mông và để thực tập các cái chữ thuộc về cơ thể của con người chúng ta có một cái số câu và chúng ta dùng động từ avoir mal à đau ở chỗ nào cái phần động từ này chúng ta đã học ở trong bài trước bài động từ avoir avoir là có mal đây là một danh từ mal này là cơn đau le mal le mal là một cơn đau như vậy tôi có cơn đau ở cái chỗ nào tức là tôi đau ở chỗ nào bạn đau ở ở đâu thì nếu mà chúng ta dùng ngôi thứ hai số nhiều nữa u avez vous mal u avez vous mal còn nếu chúng ta dùng ngôi thứ hai thì a à, mal u mẹ hỏi con chị hỏi em em đau ở chỗ nào con đau ở chỗ nào thì chúng ta dùng ngôi thứ hai số ít và khi dùng ngôi thứ hai số ít thì người ta không có đảo ngữ và thậm chí người ta còn bỏ cái u này đi ta mal u cho nó nhanh như vậy đây là cái cách hỏi bạn đau ở chỗ nào này u mal hoặc là ta mal u tôi nhức đầu từ sáng nay Nhức đầu tức là đau ở chỗ đầu Thì chúng ta dùng động từ avoir mal Tôi nhức đầu J'ai mal à la tête Tôi đau ở chỗ đầu tôi, tôi nhức đầu từ sáng nay Depuis ce matin Tôi nhức đầu từ sáng nay J'ai mal à la tête Depuis ce matin Vậy chúng ta đã thực tập cái, cái Động từ đau với danh từ cái đầu bạn đau ở chỗ nào? Tôi đau ở đầu, tôi, là tôi nhức đầu từ sáng nay. Kế tiếp chúng ta có thể nói bạn đau ở đâu? Tôi đau ở chân. Tôi đau ở hai chân. Hai chân này chúng ta coi là hai cái chân dài, hai cái cẳng chân ấy nhé. Sau trận bóng đá chiều hôm qua, tôi đau hai chân. Sau là après. Après le match de foot. Là chúng ta nếu viết đầy đủ nó là football đó. Mà bây giờ người ta hay nói tắt Après le match de foot Après là sau này Après le match de foot Yes, yeah, après midi Chiều hôm qua Up. Yeah, après midi Après midi là afternoon trong tiếng Anh đó. Tôi đau hai chân Tức là cái bạn này không có quen đá banh Rồi chạy bao nhiêu chục phút đó Thì đau hai chân J'ai ô jomb jomb là cẳng chân chúng ta đã nói là jomb được tính từ eo thắt lưng xuống tới cổ chân chạy nhiều quá thì các cái cơ bắp nó bị đau ô này là à, a gemal a à, rồi lê chữ ô này chúng ta đã học rồi a à, ghép với lê chữ a là nằm trong cấu trúc của động từ avoman avoman a à. chúng ta thấy có chữ a này rồi chữ lê là đi theo với danh từ lê jomb à lê thì biến thành ô. Sau trận bóng đá chiều qua tôi đau hai chân. Après le match de football, hay là de foot, hier yeah, après-midi, j'ai mal aux jambes. đã thực tập từ đau với danh từ jambes. Tôi cũng đau gáy, có lẽ vì cái gối của tôi thì cứng. Ở chúng ta học thêm cái danh từ cái gối, ở trong giường thì có cái gối và tính từ thì cứng. Tôi cũng đau gáy, chúng ta coi lại cái hình cái gáy ở à, trong hình của cơ thể con người này thì cái phần này là cái cổ này lơ cu nhưng mà nếu nhìn ở cái mặt sau thì cái này chúng ta gọi là cái gáy là neck chúng ta rất là hay đau chỗ này nhất là những người mà nằm không đúng tư thế đó thì đau cái chỗ này chứ không phải đau cái chỗ này đau cái chỗ này thì thì nói chung chung thôi còn đau gáy là đau cái phần sau này và chúng ta phải chữa trị phải xoa bóp như thế nào đó ở cái phần sau là cái phần sau gọi là lanic tôi cũng đau gáy tôi đau thì là gemal và chúng ta để cái chữ cũng vào nó nằm ở giữa Ge-o-si-mal tôi cũng đau geosi oxy nằm ở chỗ này ạ je aussi. Aussi là cũng. Đau ở chỗ nào? Je aussi mal à la nuque. Tôi đọc ở phần gáy. Có lẽ, có lẽ là peut-être. Tiếng Anh là maybe Có lẽ, không biết, tại vì mình chưa có tìm ra nguyên nhân thì mình có lẽ là do mình nằm cái gối peut-être vì peut-être parce parce là bởi vì nói lên cái nguyên nhân peut-être là có lẽ chúng ta chưa có chắc chắn thì chúng ta dùng peut-être Pasteur gối của tôi Monoraye Oraye ở trong giường của chúng ta phải có gối để chúng ta kê đầu chúng ta nằm Monoraye e dur dur là cứng đây là một cái tính từ nói lên một cái tính chất cứng và chúng ta đã làm cái câu này là tôi đau gáy je aussi mal à la nuque chúng ta vẫn dùng nhé je mal à rồi chúng ta nói cái bộ phận của cơ thể tôi đau ở cái chỗ gáy je aussi mal à la nuque. Bây giờ mình nêu cái lý do có lẽ là vì peut-être parce que mon oreiller est dur. Dĩ nhiên là còn nguyên nhân khác nữa nhưng mà tôi nghĩ là tại vì tôi nằm cái gối cứng quá do đó khi sáng thức dậy thì tôi bị đau ở cái chỗ này. Je aussi mal à la nuque. Peut-être parce que mon oreiller est dur. Và sau đây chúng ta làm thêm một số các cái câu nữa. Các cái câu này thì nó cũng dùng động từ, từ avoir mal à. Ông tôi đã 85 tuổi rồi. Ông tôi già rồi. Ông tôi là mon grand-père. 85 tuổi chúng ta phải dùng từ avoir à. Quatre vingt cinq ans. Ông tôi Tám lăm tuổi rồi Ông tôi thì già rồi Tám mươi lăm tuổi một người cao tuổi lắm Ông tôi già rồi Il est vieux Vieux là tính từ Đó đây là một cái tuổi tác cao đó. Mon grand-père A à 85 ans Khi nói về tuổi chúng ta dùng động từ avoir nhé 85 ans Chúng ta phải đọc nối nhé Và có một cái quy tắc về số đếm Chúng ta nhớ là 85 4 lần 20 thì phải có S. Nhưng mà nếu đi sau nó còn mấy con số nữa thì nó mất S. Nếu chúng ta nói 80 thì Catravang như thế này. Nếu chúng ta chỉ nói con số 80 chẳng thì Catravang. Bởi vì 4 cái con số 20 thì đương nhiên 20 phải là S. Nhưng có một cái quy tắc là nếu sau Catravang tức là 80 đó còn một cái chữ số nữa thì chúng ta bỏ cái S này đi. Chúng ta đã học cái bài này trong cái bài chỉ số, bài số 10, bài số 11. Đó. Và ông tôi thì già il est vieux. bây giờ chúng ta nêu lên một vài ba cái bệnh của ông ta này ông tôi thường xuyên đau hai đầu gối người già thì hay đau ở cái chỗ đầu gối ông tôi là ille thường xuyên souvent đau mal là hai đầu gối là genou một đầu gối là un hai đầu gối là lesionu. Lesionu thì chúng ta thấy là số nhiều chúng ta đổi thành o u x số ít là o u số nhiều chúng ta đổi thành o u x đó là một cái quy tắc về về số nhiều của danh từ đặc biệt đó chúng ta sẽ học sau nhé ở đây tôi xin lưu ý một chuyện này ông tôi thường xuyên đau ông tôi thường xuyên đau đau là avamal nhưng mà cái chữ thường xuyên ở trong tiếng việt nó luôn luôn đi trước tính đi trước động từ tôi thường xuyên đi chỗ này, tôi thường xuyên đi thư viện, tôi thường xuyên uh, coi Internet, tôi thường xuyên gặp người này, tôi thường xuyên làm chuyện này, tôi thường xuyên sẽ nghe cái này, nghe cái này. Như vậy, trạng từ thường xuyên ở trong tiếng Việt luôn luôn đi trước động từ mà tiếng Pháp nó phải đi sau này. Il la souvent, đây là động từ này. Il la souvent mal au genou. Nó phải đi sau động từ. Trạng từ trong tiếng Pháp phải đi sau động từ thỉnh thoảng ông cũng đau lưng thỉnh thoảng là trạng từ thì nó cũng đi sau động từ đau lưng in la mal odo ông ta đau ở chỗ lưng nhưng mà chúng ta thêm cái trạng từ thỉnh thoảng in la thỉnh thoảng là do to do to nó là trạng từ sau đó nó cũng đứng đi sau động từ Il a de temps en temps mal au dos. Ông ta, ông tôi thỉnh thoảng đau lưng. Ông ít khi đau bụng, nhưng hay đau gáy. Ông ít khi đau bụng. Il a mal au ventre. Là một cái chữ chúng ta cũng rất nên dùng, nên nhớ bởi vì ở chúng ta bất cứ ai cũng có thể bị đau bụng. Il la mal au vent Bởi chúng ta cho chữ ít khi đi Ít khi là một trạng từ Il la ra rarement... Trạng từ thì đi sau động từ Ở đây trạng từ trong tiếng Việt thì đi trước động từ Il la ra mal au vent Nhưng Nhưng lại hay đau gáy Me il la souvent mal à la nuque Chúng ta gặp cái đau đầu gáy ở bên trên này, này. đau gáy này. Ava mal alanik bởi vì cái gối nó quá cứng. Bây giờ ông tôi cũng hay đau gáy. ra ra là hiếm khi đau bụng. Me suvang lại thường xuyên đau ở chỗ gáy. Và chúng ta làm thêm một số câu nữa với các cái vị trí đau khác. Các cầu thủ bóng đá thường hay đau mắt cá chân ngón chân và đùi đá banh thì bị thương bị bị đá trúng cái chỗ mắt cá chân hoặc là ngón chân hoặc là đùi chạy nhiều quá thì đau đùi thì chúng ta sẽ đặt cái câu như sau các cầu thủ bóng đá lê the football động từ jua là chơi Joueur là những người chơi chơi cũng giống như trong tiếng anh là to play là chơi player là cầu thủ lê the football thường xuyên đau ô su ma là theo quy tắc ở bên trên trạng từ su nằm sau động từ trong tiếng pháp việt nam chúng ta đi trước động từ thường hay đau đau ở chỗ nào đau ala à la cheville. hay bị đau chỗ này lắm bởi vì đối phương đá mà đá hụt hoặc là cố ý họ đá vào cái chỗ này thì rất là đau à la cheville. ở ngón chân ô giọt et aux jambes. Các người này họ chơi bóng đá thì họ phải chạy, rồi họ phải va chạm, do đó họ thường xuyên đau. Thứ nhất là đau ở mắt cá chân, thứ hai là đau ở ngón chân, và thứ ba là đau ở cả cái cẳng chân bởi vì chạy nhiều quá. Les joueurs de football ont souvent mal à la cheville. Chúng ta thấy avoir mal à, chữ A thứ nhất này. Rồi kế tiếp, ô dọc à lê này ô là ngón chân ấy. nhiều ngón chân ấy. có 10 ngón chân ấy. ô giọt rồi lại đau cả hai chân nữa bởi vì chạy quá nhiều này. ô jambes. các công nhân thì thường hay đau lưng chúng ta học cái danh từ công nhân các công nhân là lê du các công nhân thường hay đau lưng ô Souvent Mal Odo. À, chúng ta lại nhắc lại quy tắc nhé. Trạng từ souvent là thường xuyên đó, Ở trong tiếng Việt đứng trước động từ, trong tiếng Pháp đứng sau động từ. Les ouvriers ont souvent mal Odo. Các bác tài cũng hay đau lưng tại vì ngồi nhiều quá. Thì chúng ta cũng dùng cái câu trên nhưng mà thêm chữ oxy vào và chúng ta học thêm cái danh từ các bác tài les chauffeurs. Chauffeur là người lái xe đó Lê Chauffeur Ô-si Su-vo-man đô Như vậy qua một số các cái câu ví dụ tôi uh, Lập ra đây để cho các anh chị thực tập Đâu ở cái bộ phận nào để Tiện chú tập học thêm một số các cái danh từ nữa Ờ uh đấy những danh từ này cũng rất là phổ biến cầu thủ bóng đá công nhân bác tài rồi ông của tôi chúng ta dùng các cái danh từ đó rồi chúng ta ghép với động từ avamal rồi chúng ta ghép với cái bộ phận của cơ thể thì nó sẽ ra những cái câu mà tương đối chúng ta cũng hay dùng hay dùng trong cái đời sống đó. nhức đầu đau gáy đau bụng vân vân và xin chào tất cả mọi